Chris Hemsworth sẵn sàng chia tay vai Thor sau hơn 10 năm hóa thân thành thần sấm Thor trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Tài tử Chris Hemsworth cho rằng đã tới lúc khép lại vai diễn nổi tiếng của mình. Ngôi sao Australia nói với tờ Vanity Fair phần phim Thor tiếp theo có thể sẽ là lời chia tay của anh với Marvel. Chris Hemsworth cho biết bạn có sự ra đời của một người hùng, hành trình của một người hùng. Vậy còn cái chết của một người hùng thì sao? Tôi không biết liệu mình có ở giai đoạn đó của nhân vật không? Ai biết được, Chris nói anh hoàn toàn cởi mở, sẵn lòng với một kịch bản mới về Thor nếu nó đủ độc đáo, mới mẻ, tạo ra bất ngờ liên quan nhân vật và thế giới siêu anh hùng như cách đạo diễn Taika Waititi đã làm với phần 3 và 4 của Bom tấn Thor. Tôi luôn yêu thích trải nghiệm này. Tôi rất biết ơn vì mỗi lần tôi có thể làm điều gì đó khác biệt. Nam diễn viên nói thêm, gia nhập vũ trụ Marvel năm 2011 qua phần phim riêng đầu tiên về Thor. Chris Hemsworth nổi đình đám toàn cầu với chân dung siêu anh hùng cơ bắp, sống tình cảm, chịu nhiều mất mát nhưng càng sau này càng hài hước. Đến nay, anh sở hữu 4 phần phim riêng về Thor và góp mặt trong 5 phim rạp, 2 phim ngắn khác với vai diễn này. Đối với sự nghiệp diễn xuất hiện tại, điều duy nhất khiến Chris Hemsworth không sẵn sàng nhập phim là những đạo diễn thiên tài nhưng điên rồ. Khi gặp một đạo diễn, anh luôn tự hỏi liệu đó có phải người mình muốn dành cả ngày làm việc cùng không? Bởi anh biết nếu nhận phim, họ sẽ đồng hành mỗi ngày trong 4, 5 tháng. Tài tử cho biết nếu muốn kéo anh ra khỏi gia đình và các con, nhà sản xuất và đạo diễn phải mang đến một trải nghiệm hợp tác tích cực mang tính xây dựng. Tiền truyện của Fury Road, một phần của câu chuyện Fury Max là một ví dụ như vậy. Anh cảm thấy được truyền cảm hứng khi hợp tác với đạo diễn George Miller. Anh đã nói với người đại diện của mình, tôi muốn làm việc với người tử tế, thú vị và có tinh thần hợp tác như vậy. Dù có cả phim hay và dở, Chris Hemsworth chưa từng hối hận về sản phẩm của mình. Anh giải thích, tôi cảm thấy mình đã học được điều gì đó từ mỗi trải nghiệm, cho dù khán giả bình luận đừng làm vậy nữa, hay tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi xem bộ phim đó, nhưng bộ phim thực sự hay.